Trải nghiệm một ngày spa đây cùng Nux với Ngân về top 5 Miss Universe 2023 nha mọi người. Phải thành thật mà nói là cũng nhờ Nux mà hôm nay Ngân có trải nghiệm rất là đặc biệt khi mà đi event mà không make up cũng như là không có trợ lý đi theo luôn nha. Sao mà Ngân thích nhìn cái da Ngân lúc ra nắng nó nâu giòn ghê luôn á. Và khúc này là đang lạc lối nha mọi người, cái spa nó nằm tít ở bên trong luôn cho nên là nãy giờ Ngân tìm muốn xỉu. Trời đất ơi, sao mà hôm nay Nux mang Ngân trở về với thiên nhiên dưới này nè, trang trí rất là nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ ấn tượng luôn á. Oh my god, you really make my day. Đợt này Ngân thấy brand rất là chịu chi luôn á khi mà book hẳn riêng một cái spa cho tất cả mọi người tới trải nghiệm sản phẩm mới. Cực kỳ thích những cái ID độc lạ giống vậy nha. Không biết mọi người sao nhưng mà đối với Ngân á, cảm giác nó rất là intimate nè, exclusive nè, unique nè, làm cho mình cảm thấy rất là gần gũi, thâm mật và đặc biệt nữa. Nếu một nhà sáng tạo nội dung thì Ngân thấy ID này cực kỳ sáng tạo luôn nha. Và bên cạnh đó thì Ngân cũng có theo dõi các bạn influencer bên nước ngoài á, thì Nux bên Paris cũng làm vậy luôn nha. Người ta nói cái vibe nhìn nó rất là sang, rất là nhẹ nhàng và thiên nhiên luôn nha, cho nên là hôm nay Ngân quyết tâm là lanh xả cùng với Nux luôn. Hôm nay là Ngân chỉ đang mới test sơ sản phẩm lên trên tay thôi đó mà nó đã mê lắm rồi. Can't wait to try my face nha. Rồi hôm nay Ngân với chị Ly Tri Vũ cũng vô tình massage chung một phòng mới ghê chứ. Ngay từ lúc đặt chân vào spa thôi là Ngân đã cảm nhận được cái sự chăm sóc tận tình và không gian thoải mái của Nux. Trời đất ơi, mọi người nhìn nè, còn có nguyên một cái rose theo tên của Ngân nữa. Trời đất ơi, phải nói là hôm nay brand đưa Ngân đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác luôn á. Sau khi mà nhìn thấy cái áo choàng là lúc đó Ngân chỉ muốn ré lên bởi vì quá là ngạc nhiên và hạnh phúc. Tới đây hôm nay xong thì Ngân chợt nhận ra là vẫn có một số sản phẩm Ngân chưa có ở nhà, thì đợi chị về đi rồi chị ép thêm vô giỏ. Ngay cả tới cái dây cột áo mà cũng đẹp và chỉnh chu nữa, thì đối với một đứa OCD như Ngân thì Ngân quá là hài lòng. Sau khi thay đồ xong thì bây giờ hai chị em sẽ ngồi ngâm chân và thưởng thức trái cây. Bên cạnh đó thì đây cũng là lúc quan trọng nhất đối với Ngân trong ngày spa đây ngày hôm nay, đó chính là ép thêm kiến thức về những dòng sản phẩm mới của Nux launching ngày hôm nay. Thì các anh chị manager quản lý cấp cao sẽ đến chia sẻ trực tiếp về thông tin sản phẩm cũng như là thành phần công dụng. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tinh tế, tại cho Ngân cảm giác như đang được đón tiếp như một vị khách quý vậy. Ok, and now it's time to try my face. Bây giờ lên dĩa thôi nè mọi người ơi. Với đội ngũ chuyên gia mà brand đã chọn để phục vụ trong ngày hôm nay thì Ngân cảm thấy là mọi người làm việc rất là tận tâm và tạo ra cho Ngân một cái không gian riêng tư và cực kỳ thư giãn. Đi spa với chiếc view thiên nhiên vô cùng chill ở phía trên đầu Ngân thì còn gì bằng nữa trời. Và bây giờ là mấy chị chuyên viên đang bắt đầu tẩy trang cho Ngân nè. Ê nhưng mà sao Ngân thích cái bọt rửa mặt của nhà Nux màu hồng này quá vậy, mà sao giờ Ngân mới được trải nghiệm lần đầu tiên vậy? Hay là hôm nay brand cũng đã có nói chứ không mà mấy chị tẩy trang đi lớp makeup ngàn lớp của em chứ em khóc hết nước mắt. Ủa hello, rồi cái dầu đa năng màu hồng Ngân mới xịt lên body ở nhà rồi giờ mấy chị xài lên trên mặt nè, đẹp quá trời luôn tao ơi. Không phải mấy chị chỉ bôi thôi chứ đừng massage được không, chứ mấy chị massage sao em ngủ luôn là không có ai quay được đâu. Và bây giờ thì cũng đã tới lúc show off Everdead luôn ngày hôm nay rồi nè. Thì mà Valence Sleep là dòng sản phẩm chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn và săn chắc da từ thành phần dầu vi tảo nha. Và dòng sản phẩm mới này thì sẽ bao gồm tinh chất dầu vi tảo nè, kem dưỡng nâng cơ sẽ dành cho da khô và da dầu, và hai loại kem mắt nâng cơ, một là làm mờ nếp nhăn, hai là làm đều màu da. Trời đất ơi, mọi người nhìn da Ngân ngược nắng nè, và bây giờ đúng hướng nắng nè. Oh my god, Ngân mới vừa làm sao luôn á, Ngân không có touch up gì hết, đây là da natural nha, da tự nhiên luôn. Ngân quay ta nói đủ góc trên dưới trái phải luôn á, mà tại sao nó vẫn đẹp vậy mọi người? Để ta nói kéo cái rèm qua hỏi cô bạn cùng phòng coi cổ thấy như thế nào. Nhưng mà mọi người nhìn da hai chị em Ngân với Ly Tri đều shock sau khi mà sử dụng sản phẩm này luôn á. Còn anh PR manager của brand thì không nhận ra hai đứa nữa luôn. Và sau đó thì Nux tặng luôn khách mời tham dự ngày hôm nay chiếc robe mà có theo tên của mình. Trời đất ơi, xong rồi anh còn đem luôn nguyên một bộ sản phẩm mới tặng riêng cho mình. Somebody help me. Đâu chưa hết, mọi người cứ tưởng là hết bất ngờ đúng không? Không, brand còn chuẩn bị cả một team makeup để touch up lại cho khách mời tham dự nữa. Ai đó cứu tôi chứ, tại làm sao, tại làm sao mà brand hôm nay chu đáo từ A đến Á luôn á. Mà ta nói cũng lâu lắm rồi Ngân mới để mặt mình cho người khác makeup á, chứ bình thường là tự makeup không à. Nhờ có anh này mà 1 phút 30 giây hai chị em một fast slay. Do là mới vừa sử dụng nguyên combo Maybelline Sleep của nhà Nux rồi cho nên là cứ thế mà lao thẳng ra nắng rồi phơi da thôi, mọi người có thấy độ căng bóng chưa? Và cuối cùng là xách hai bình quà này về nhà và tiếp tục sử dụng thôi. Ủa khoan xí, rồi bây giờ bà kéo tôi đi quán game hay là đi ra đầu ngõ khoe da với bà hàng xóm vậy mọi người? Somebody help me.